của người dân cung cấp và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phường 9 kết hợp cùng đội nghiệp vụ có liên quan thuộc công an thành phố Cà Mau tiến hành kiểm tra và bắt quả tang hai đối tượng có liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà số 26B-47, khóm 1, phường 9, thành phố Cà Mau. Phát hiện lực lượng công an kiểm tra, hai đối tượng khai tên Giang Vĩnh Quán, sinh năm 1988, tạm trú tại địa chỉ trên, và Quỳnh Vũ Bình, sinh năm 1989, ngụ khóm 1, phường 9, liền bỏ chạy nhưng đã bị bắt gọn cùng tang vật. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng, một số viên nén với nhiều màu sắc khác nhau, một cân tiểu ly cùng một số tang vật khác. Hiện hai đối tượng và tang vật có liên quan đã được chuyển về công an thành phố Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý.